Xin chào anh em, mình là Duy Phạm. Còn mình là Minh. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Hôm nay lại là 7 giờ tối vào thứ bảy. Chúng ta lại cùng nhau ở đây giải đáp các thắc mắc trong chuyên mục Hỏi Đáp cùng AZ. Và trong chuyên mục lần này thì bọn mình sẽ giải đáp và trả lời những câu hỏi anh em gửi tới trên kênh. Và đặc biệt là video hỏi đáp số thứ tư. Và nếu anh em có bất cứ băn khoăn hay là câu hỏi nào thì có thể comment ở phía dưới phần bình luận để bọn mình tiếp tục trả lời và giải đáp nhé. Và anh em đừng quên hãy like, sub, chia sẻ để ủng hộ bọn mình vì đơn giản miễn phí mà. Và anh em có thể tham khảo những mẫu máy này tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Về chi tiết về link sản phẩm chiếc Dell G5590 cực kỳ đẹp bên này và mã giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Kết thúc chuỗi quảng cáo và bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên thôi. Câu hỏi thứ nhất đến từ bạn Lâm Khoa Nguyễn. Cho em hỏi là ở bên mình có những loại máy 99% thì nó khác gì so với máy new 100% ạ? Em cảm ơn. Hàng mới 100% thì như tên gọi là một hàng mới, tinh, nguyên siêu, chưa ai sử dụng cả. Thì mình sẽ không giải thích thêm về hàng mới 100% nữa. Còn hàng 99% ở bên cửa hàng Laptop AZ là hàng đã qua sử dụng. Thường là sử dụng rất ít nên là ngoại hình gần như là nhìn rất là mới, rất là ít xước xác hay là cấn móc. Và cũng chính vì thế mức giá của những hàng dòng sản phẩm 99% thì rất là dễ tiếp cận cho những ai mà không có hầu bao quá rủng rỉnh. Thì hàng 99% rất là phù hợp với anh em nào có hầu bao ít tiền nhỉ? Giống như tôi là anh em muốn tiết kiệm đúng không? Anh em muốn tiết kiệm có một khoản nữa để đầu tư cho gaming gear hay là bàn phím hay chuột thì rất là hợp lý luôn. Và ok, qua câu trả lời thì mình hy vọng là bạn sẽ có một sự lựa chọn cho riêng mình nhé. Câu thứ hai của bạn Khoa Chris. Anh ơi, giữa i5-10300H và i7-9750H thì mình nên chọn cấu hình nào ạ? Em cảm ơn, mong anh rep. Câu hỏi của bạn thì bạn đã không nói rõ nhu cầu mình để làm gì, để làm đồ họa hay là chơi game. Nhưng mà mình thấy được sự chênh lệch của GTX 1650T và 1650 thì không quá lớn, cùng lắm chỉ là 10% thôi. Và với CPU thì chênh lệch rất là rõ ràng, với i7 là 6x12 luồng, còn với i5 là 4x8 luồng. Như kể cả mình chơi game ấy thì mình thấy là những tựa game eSports thì cũng hay ăn CPU nhiều. Vì vậy nên là với cá nhân mình sẽ lựa chọn là i7-9750H và GTX 1650. Hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ có sự lựa chọn cấu hình cho riêng mình phù hợp với bản thân nhất nhé. Rồi, đến bạn Trường Ngô Quang đi. Câu hỏi thứ ba của bạn Trường Ngô Quang. Em học bên công nghệ thông tin, muốn mua máy tính để học và chơi game. Hiện nay em đang có 4 option và sẽ có 4 cái máy ở kia. Acer Nitro 5, G512, TUF A15 và Legend 5. Thì nếu bạn muốn gắn bó 4 năm hoặc 5 năm đại học hoặc thậm chí là 6, 7 năm nếu bạn ở lại trường giống mình thì mình nghĩ có hai sự lựa chọn mà rất là phù hợp với bạn. Đầu tiên là chiếc Lenovo Legend 5 và G512 vì đáp ứng cái nhu cầu sự ổn định và tính bền bỉ của sản phẩm. Đó là hai sản phẩm mà mình đề cao. Ngoài ra thì nếu bạn muốn cân bằng giữa học tập và giải trí, nghĩa là bạn muốn ngồi bạn xem phim hay là ngồi nghe nhạc nữa thì mình vẫn sẽ nghiêng cho chiếc Legend 5 với phiên bản màn hình 144Hz với phổ màu màn hình cao. Xem phim rất là đẹp, sướng, bàn phím gõ nảy, rất là nhiều những cái tính năng khác. Và đặc biệt là hiệu năng chơi game eSports như là LOL, FIFA, Valorant, tất cả những tựa game eSports hiện nay thì thường ăn chính là về CPU. Và tất nhiên là Legend 7 với CPU Ryzen 7 thì cực kỳ mạnh rồi, không hiểu gì chê luôn. Quá là ngon. Nói chung là với cá nhân mình thì mình sẽ lựa chọn Lenovo Legend 5. Đến với câu hỏi thứ tư của bạn Lộc Trần. Hai anh có thể tư vấn cho em giữa hai con máy Acer A15 Ryzen 7 4800H GTX 1660 Ti với ROG Zephyrus G15 Ryzen 7 4800HS GTX 1600 Ti Max Q. Con nào chơi game làm IT ổn, mát mẻ, nhiệt độ không quá cao vậy ạ? Cảm ơn hai anh nhiều. Ok. Với hai dòng sản phẩm này thì thuộc phân khúc rất là khác nhau. A15 là một dòng sản phẩm hướng đến anh em thích cấu hình ăn sổi trong tầm tiền, cấu hình cao, giá thì rẻ. Vì vậy nên chúng ta phải hy sinh rất là nhiều thứ như là màn hình này, về chất lượng hoàn thiện này, về độ cao cấp của máy, rất là nhiều thứ. Còn Zephyrus G15 là hướng đến đối tượng của anh em thích sự mỏng nhẹ, thời trang, hiệu năng cao, tính di động tốt, cùng với đó là những yếu tố khác như là về chất lượng hoàn thiện, về màn hình đẹp, tản nhiệt tốt nữa. Thì với cá nhân mình chẳng có lý do gì bạn không lựa chọn chiếc Zephyrus G15 cả để học tập, chơi game, làm IT, quá ok luôn. Ok, hy vọng có câu trả lời thì bạn sẽ lựa chọn chiếc Zephyrus G15. Câu hỏi thứ 5 của bạn Toàn Lê. Học điều khiển tự động hóa thì mua Acer G512 sử dụng khoảng 3-4 năm nữa thì ổn hay không? Với máy chơi ổn Genshin Impact hay không? Em cảm ơn. Mình thấy học tự động hóa thì mình thấy chiếc G512 này ra sao? Thường thì điều khiển tự động hóa ấy, thì các phần mềm học tập nó sẽ chỉ ở tầm trung thôi. Theo mình thì nếu như bạn sử dụng G512 thì nó sẽ đủ để mà cân hết các cái phần mềm đấy. Ngoài ra thì ở đây bạn có nói là bạn sẽ chơi game Genshin Impact đúng không? Thì nó sẽ là một tựa game khá là muốn cấu hình đấy. Thì G512 sẽ hơi chật vật nếu như là bạn sử dụng ở mức setting cao.
nhưng mà bạn hạ setting xuống đôi chút thì sẽ chơi khá là mượt. Nói chung là Genshin Impact là một tựa game mà mình thấy là khá hay, khá đẹp. Hy vọng là qua câu trả lời thì bạn sẽ lựa chọn được chiếc G512 nhé. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ 6 của bạn Jinpe TV. Cho em hỏi là G512 i5-165T và Nitro 5-2020 i5-165T dùng về lâu về dài con nào tốt hơn? Em cảm ơn ạ. Với Nitro 5 và G512, theo như mình thấy về hiệu năng, về tản nhiệt thì G512 ăn đứt luôn. Còn về mặt chất lượng vỏ máy thì mình cũng nghiêng hơn về G512. Nitro 5 thì sẽ ăn được ở khoản nào? Đó chính là lợi thế về tính di động và mức giá hợp lý, dễ tiếp cận hơn. Với bản thân mình thì mình sẽ lấy chiếc G512. Còn với bản thân mình thì mình lại thích chiếc Nitro 5 hơn. Tại vì là mình thấy là thiết kế nhìn rất là gai góc, rất là nổi bật luôn. Thế nên là bạn sẽ có lựa chọn cho riêng mình nhá. Chứ nào mà bạn thấy thiết kế đẹp hơn thì bạn sẽ lựa chọn. Ok, câu hỏi thứ 7 của bạn Duy Anh. Câu thứ 7 của bạn Duy Anh. Em thường xuyên phải ngồi làm việc lâu với màn hình nên cần một chiếc laptop có độ phân giải cao xíu với màn hình 17 inch trong tầm giá 35 triệu. Mong hai anh tư vấn giúp em. Với lại em cũng thích màu mè tí. Em đang chấm con ROG G712 ạ. Và câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn là Duy Anh thì trong tầm tiền này có ROG Switch G712 và G77790. Thì mình thấy đây là hai mẫu máy mà khá là màu mè và cũng rất là phù hợp với nhu cầu của bạn. Hai máy thì đều có màn hình là Full HD, tấm nền IPS và phổ màu mức tốt. Thế nên là sử dụng trong một thời gian lâu dài rất là thích, đúng không? Nhìn màu mịn, sướng. Đúng. Cùng với đó là gì nhỉ? Thiết kế của hai sản phẩm này cũng rất là nổi bật, rất là đẹp, rất là màu mè luôn. Bàn phím RGB các kiểu đa điều. Và hy vọng là qua gợi ý của mình thì bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa là chiếc Dell G77790 để các bạn cân đối xem trong tầm tiền này bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào nhé. Xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi này. Câu hỏi thứ 8 của bạn King Kong. Em có khoảng hơn 30 triệu thì nên chọn MSI GL65 hay là Acer G17 ạ? Cả hai đều có chung cấu hình là i7-1660Ti. Em còn lăn tăn ở tản nhiệt và hiệu năng. Máy học chủ yếu để vẽ đồ họa, không game hùng gì nhiều. Trong 4 năm thì tầm đó có còn con nào ok hơn không ạ? Em cảm ơn. Nếu mà lựa chọn ra chiếc máy này thì cá nhân mình sẽ lựa chọn chiếc G17. Nhưng mà để lựa chọn cho hiệu năng, chơi game tốt các thứ thì mình cũng nghiêng cho chiếc GL65. Hiệu năng giữ rất là tốt. Nhiệt độ thì cũng khá là ok, nhưng mà bạn phải đánh đổi là độ ổn của vỏ máy này, à xin lỗi bạn, là độ ổn quạt rất là lớn như máy sấy tóc luôn. Cùng với đó là chất lượng hoàn thiện vỏ máy thì theo mình đánh giá là không tốt như chiếc Dell, xin lỗi bạn, là ROG G17. Thế nên là với cá nhân mình sẽ lựa chọn chiếc G17 sẽ rất là phù hợp. Câu hỏi thứ 9 của bạn Trung Thành. Anh tư vấn cho em con lap nào mỏng khá khá để cấu hình ổn ổn một tí, tầm giá dưới 25 triệu, em dùng để học thiết kế phần cứng ạ. Mỏng khá khá mà lại còn có cấu hình ổn à? Thế thì Evo Gaming 15 với độ nặng chỉ khoảng 1,9kg và dày chỉ 2cm thì liệu đã đủ để mà đáp ứng yêu cầu của bạn chưa? Còn nếu như mà bạn băn khoăn về việc thương hiệu ấy, thì trong tầm giá này bạn hoàn toàn có thể chọn MSI GF63 nữa. MSI GF63 sẽ là một trong những sản phẩm mà thỏa mãn nhu cầu di động cao và cần hiệu năng tốt. Còn với cá nhân mình thì mình sẽ lựa chọn Evo Gaming 15 thì rất là mỏng nhẹ này, hiệu năng cao này, đúng không? Không bị giới hạn hiệu năng trên là MSI GF63. Ok, câu hỏi thứ 10 của bạn Lâm Phước Nguyễn. Lâm Nguyễn Phước. Em dùng lâu dài tầm 20 triệu thì nên chọn Acer Nitro 5 phiên bản Intel hay là AMD ạ? Bạn ơi, năm 2020 rồi ấy, thì mình thấy là Ryzen thế hệ thứ 4 ấy giờ đang quá kinh khủng luôn. Mình nghĩ tầm này chọn AMD là vừa rẻ này, vừa tiết kiệm được khoảng 1-2 triệu. Hiệu năng game eSports lại còn cao hơn cả Intel. Ngoài ra thì còn mát mẻ hơn cả Intel và cá nhân mình sẽ lựa chọn CPU Ryzen. Và nếu anh em lo lắng về tính ổn định thì mình đã có video chia sẻ trải nghiệm của mình trong 6 tháng sử dụng một chiếc Lenovo Legend 5 phiên bản AMD rồi. Mình sử dụng rất là thoải mái và không gặp vấn đề gì quá là khó chịu cả. Ok, hy vọng là qua câu trả lời thì bạn sẽ lựa chọn chiếc Acer Nitro 5 phiên bản AMD nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tiến Anh Kiều. Em đang bên Nhật định mua Dell G3 i5 đời 10 GTX 1650, màn 120Hz có ổn để chơi game với chỉnh sửa ảnh không anh? Dell G3 cấu hình này thì hoàn toàn là đủ ổn để cho bạn chơi những tựa game hiện nay đấy. Nhưng mà tuy nhiên là bạn có nói ở đây là bạn có chỉnh sửa ảnh nữa đúng không? Thì Dell G3 với màn có độ phủ màu sRGB là khoảng 55%, Adobe RGB là 35% thì sẽ rất là tệ nếu mà bạn dùng để chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp. Ngoài ra có một điểm mình không thích của màn hình này là độ sáng rất là thấp và 220 nit.
Nếu bạn có kinh tế cao hơn một chút thì nên lựa chọn là phiên bản 144Hz với độ sáng 300 nits, bản đấy sẽ phổ màu tốt hơn. Và ngoài ra thì trong tầm tiền này chúng ta sẽ có thể lựa chọn chiếc Lenovo Legion 5 bản 144Hz. Ngoài ra thì nói chung là Evo Gaming 5 nữa nhỉ, cũng một sản phẩm mà có màn hình rất đẹp đấy, rất nhiều lựa chọn luôn. Chứ chiếc Dell G3 đó mà màn hình khá là cùi, nói chung có thể gọi là rất là cùi ấy. Thì mình nghĩ là chỉnh sửa ảnh sẽ không hợp, chơi game thôi, còn chỉnh sửa thì chắc là không đủ đâu. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Duy Nam Trần. Giữa Zephyrus G14R7 màn Full HD với Zephyrus M15 màn Full HD thì máy nào màn ổn hơn ạ? Hai màn của hai chiếc máy này gần như tương đương nhau, phổ màu cũng tương đương nhau, độ sáng thì gần tương đương nhau. Nói chung là dòng sản phẩm Zephyrus của hãng thì họ đã định giá phân khúc rất là tốt rồi. Thế nên là màn hình của những chiếc máy này gần như là tương đương nhau luôn, rất là tốt, chơi game ổn, chỉnh sửa ảnh ok. Và mình có hóng hớt trên mạng thì mình thấy là Zephyrus G17, Zephyrus G14 có cả màn hình option 2K 120Hz. Thì mình nghĩ là option 2K 120Hz đấy quá đáng để mua luôn. Nếu bạn mà mua được chiếc máy mà có màn hình 2K 120Hz thì mình rất là khuyến khích các bạn mua phiên bản đó. Ok, và đó là câu trả lời của mình cho bạn Duy Nam Trần. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lạnh Hòa. Hay anh cho em hỏi là ống đồng của laptop gaming có bị oxy hóa không ạ? Và nếu như mà có bị thì có thể thay ống đồng trên laptop không ạ? Em muốn mua TayWeb Gaming A15 1660Ti ạ. Và câu trả lời của mình là không bạn nhé. Kể cả là ở gì nhỉ? Môi trường nóng ở Việt Nam suốt ngày mưa, suốt ngày bão này, vừa mưa vừa bão xong thì gần như là không hiện tượng oxy hóa xảy ra. Nếu bạn xài kem tản nhiệt kim loại lỏng đi chăng nữa thì sẽ có hiện tượng oxy hóa hay là hiện tượng làm bạc màu xảy ra thôi. Nhưng mà cái thời gian mà kem tản nhiệt kim loại này mà làm mòn ấy, nó rất là lâu nên là không đáng để bận tâm đâu. Và với sự lựa chọn là TWS A15 1660Ti thì bạn hãy cứ lựa chọn một cách an tâm thoải mái, không vấn đề gì hết nhá. Ok, rất là cảm ơn bạn đã gửi được câu hỏi. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi 14 của bạn PUBG Mobile. Ok, em học quản trị kinh doanh và đã tìm hiểu đang phân vân giữa Nitro 5 và ROG Strix G12, nhu cầu là PUBG M4. Em hỏi là chiếc máy nào ngon hơn và em hơi thiên về G512 một xíu thì chiếc máy nào sẽ phù hợp với anh? Rất là mong anh trả lời và chúc kênh anh thành công. Ok, đầu tiên là xin cảm ơn lời chúc của bạn. Tiếp theo mình xin trả lời. Bạn đang phân vân giữa G512 và Nitro 5 đúng không? Theo mình thì G512 sẽ là một sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu của bạn, sẽ giúp cho bạn cày kéo game trong cái khoảng thời gian mà bạn học đại học. Ngoài ra ấy, thì mình sẽ thấy có một điểm trừ ở đây, đấy là G512 sẽ có cân nặng kích thước lớn hơn là Nitro 5. Và cụ thể là G512 sẽ cân nặng là 2,5kg và Nitro 5 là 2,2-2,1kg. Ngoài ra thì mức giá của Nitro 5 cũng rất là dễ tiếp cận hơn so với cả ROG Strix G512. Thế nên là hảo bạn hãy cân đối. Còn nếu bạn đã nghiêng về G512 rồi thì mình nghĩ không cần lăn tăn gì nữa, mua thôi. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi 15 của bạn Thắng Phạm. Chào anh, em tính đi ngành công nghệ thông tin. Cho em hỏi trong tầm giá 20-25 triệu thì có con nào chơi game ổn như LOL, PUBG, PC, game giả lập, máy thiết kế ổn, pin trâu, dùng ổn định 5 năm nữa. Mong anh tư vấn em với, em cảm ơn. Thì thôi, mình câu này mình trả lời luôn vậy. Theo nhu cầu của bạn thì trong tầm tiền này mình thấy hai sự lựa chọn đáng giá là ROG Strix G512 và Legion 5. Đây là hai mẫu máy mà gần như là một trong những sự lựa chọn mà quá đáng cân nhắc trong tầm tiền rồi. Thiết kế của máy thì mình khá ưng, với cá nhân mình thì mình thấy khá ưng và đẹp. Dùng ổn định trong 5 năm thì mình cũng rất là đảm bảo là hai chiếc máy này có thể dùng tối đa khoảng 4-5 năm ổn định nếu bạn sử dụng giữ gìn và tra kem vệ sinh máy một cách định kỳ thì hoàn toàn có thể sử dụng được. Ngoài ra thì còn về pin trâu thì laptop gaming thì mình nghĩ là không có chiếc nào pin trâu cả. Còn nếu mà bạn muốn pin trâu thì chắc phải lựa chọn những chiếc laptop Ultrabook rồi. Và lúc đó thì bạn sẽ không được chơi game PUBG nữa đúng không? Nói chung là hy vọng là qua câu trả lời thì bạn sẽ có thêm hai sự lựa chọn nữa để tham khảo là Legion 5 và G512. Xin cảm ơn. Câu 16 của bạn Đỗ Thành Đạt. Anh ơi, cho em hỏi là giữa con TWS A15 Ryzen 7 và G512 i5 10300H thì nên chọn con nào ạ? Tại em thấy hai con này xem giá nhau, em chuẩn bị học công nghệ thông tin ạ. Em cảm ơn nhiều. Với câu hỏi này thì bản thân mình sẽ chọn ngay chiếc G512, bởi vì ngay từ ban đầu G512 đã được định giá ở phân khúc sản phẩm cao hơn. Ngoài ra thì chiếc G512 này sẽ có hoàn thiện tốt hơn hẳn so với cả chiếc TWS A15. Còn một điểm nữa là nếu như bạn học công nghệ thông tin mà bạn định hướng là sẽ lập trình game bằng Unity thì bạn càng nên chọn G512, bởi vì chip Intel ở trên G512 này đang được tối ưu tốt cho phần mềm Unity, ít bị lỗi vặt hơn là so với cả chip Ryzen. Có
Vậy thì công nghệ thông tin có rất là nhiều ngành, ví dụ như là lập trình Android chẳng hạn, dùng Android Studio thì mình thấy rằng hai chip này có chênh lệch chưa? Bản thân mình thì đã thử cài các phần mềm của Android Studio chẳng hạn ở trên chiếc Legion 5 sử dụng chip Ryzen, thì mình thấy rằng là với phần mềm Android Studio thì chip Ryzen hay là chip Intel cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Nếu như mà bạn lập trình Android thì bạn hoàn toàn có thể chọn Ryzen hoặc là Intel tùy theo bạn thích thôi. Còn lại như là lập trình web hay là lập trình Java hay là Python thì chắc chắn là quá nhẹ nhàng ngay trên máy này rồi. Vì hy vọng là qua câu trả lời của mình thì bạn sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình. Và với cá nhân mình cũng đồng tình với mình là mình sẽ lựa chọn chiếc ROG Strix G512 vì dòng sản phẩm này cao cấp hơn, đắt tiền hơn và nói chung là rất là ngon. Nói chung là về tổng thể thì mình sẽ chọn G512. Và đó là câu hỏi cuối cùng của bạn Đỗ Thành Đạt. Và nếu anh em có những cái băn khoăn, những câu hỏi gì thì có thể comment ở phần dưới và bình luận trong video này nhé. Thì bọn mình sẽ tiếp tục trả lời và giải đáp cho các bạn ở video hỏi đáp số thứ 6. Và mình rất là cố gắng để trả lời các câu hỏi của bạn luôn. Tại vì là thực sự có rất nhiều câu hỏi mình ạ, đúng không? Và mình sẽ cố gắng trả lời hết những câu hỏi của các bạn. Và hy vọng là qua video lần này các bạn sẽ thấy được video này hữu ích. Thì đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ để bọn mình có thêm động lực làm video nhé. Và anh em đừng quên mã giảm giá AZ300, giảm giá trực tiếp 300.000 khi anh em mua mẫu Dell G5, G5590 này tại cửa hàng Laptop AZ. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Xin cảm ơn. Thế video này có tài trợ bởi Dell không nhỉ? Không tài trợ. Thế thôi, quảng cáo làm gì? Thế thôi đi về.